Vậy nó nó này vẫn của Khải đánh tông kim bao chắc anh em, nó này anh em thấy không, đánh trận tông kim nào cũng tốt nha anh em, là nhờ vào cái nó này đấy, không có nó này không ăn được đâu. Nó viết mà anh em vào tay nhận. Level cao nhất hả? Ok 102 quân 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 ơi. 102 anh em ơi. Thành đại chiến kia. Nhà mày kiếm. Thành đại chiến tốc độ phi dụ bán cái kiếm anh em, kiếm này anh em cũng đã thấy rồi, hôm trước Khải đánh rớt ra anh em đó. Nói chung hôm trước rao là có người trả 13 kim Khải không bán, hôm nay thôi vui vui bán trong này, nói nãy giờ BM nãy giờ bán ổng 11 kim cũng được. Kiếm này vào ngày 10 tống kim thì đánh cánh lách thì cũng full tốc anh em, full đạt móc tốc độ đánh được ok ok. Ok. Kim đó là đánh vô tổng kim cánh lách là đẹp rồi. Trong kiếm này bán cho ngày mày kiếm thì ok, xài vô tư thôi. Kiếm trước tôi đổi thành nó đang xài này. À người tình nữa, à cái ông bạn người tình nữa. Ông kêu tấm một ông donate. Bạn người tình nào? Đòi donate ngay nè. Không đợi chở. Người tình nào ông, người tình nào? Ừ 102 là chim lô cát này mày.